chào tất cả mọi người. Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Bây giờ ở Nam 22 Phạm Văn Trị, Quảng Nam nè. Anh nói mày đâu? À, khu vực này là người Trung Quốc á. Khu Trung Quốc nha. À, xuống đây là khu Phạm Văn Trị. Gà này đó là cũng là Trung Quốc á, đúng không? Ở Việt Nam cũng có nha. Nhưng mà bên Nhật Bản là ít có lắm thịt gà này nè. Nhưng hôm nay không phải đi ăn thịt gà này. Ta sẽ muốn ăn thì có hoa cá ớt nè. Tại sao cắt bít bánh mì đỏ nè? Tại vì là thông báo du lịch Việt Nam đã giới thiệu về bánh mì có hoa cá ớt nha. Là rất rất có vẻ ngon nè. Nên ta sẽ muốn ăn thứ nha. Em qua đi nha. Tỏi phi. Yeah. Wow, dài quá. Wow. Là bao nhiêu cm? 20. Đó có 30 cm. Ủa? Khó ăn nha. Ăn được không? Không. À, cảm ơn em. Xả mà khó. Không máu rồi. Có sao? Go, ちょっと食ってみる。あ、食うにゃ。À, sốt này cay à? À, thế mà chắc chắn cay lắm, tại vì là cái này là ớt nè. Sốt nước nè. Ghê hả bác? Wow, nhiều quá. Là chả cá. Chả cá. Chắc cá là cá ớt nè. Cá ớt là cái gì? Cái này à? À, yeah. Ui, yeah, nhiều chắc người mà 3, 4, 5, 6 7 loài nè, có 7 loài rồi. Là biết không? Ngon hải không? Thầy là mình chỉ ăn thôi. Wow, cà tím này là rất ngon, là mềm nữa, và có nhiều nước nữa, mềm rất ngon. Wow, giá này là cũng ngon nữa. Là bên Nhật Bản là cũng có chả nhiều này nhá. Là tên là Satsumage. Từ khi còn trẻ là tôi ăn chả là Nhật Bản nè. Rất rất tiếc nhờ. Đem, ở đây cũng tiếc nhờ. Nhưng mà bây giờ lúc đấy em nghĩ là bánh mì là không cần. Không cần bánh mì. Muốn là có okura là là dài á. Okura cũng lớn.
phục vụ là Nhật Bản là rất nhỏ hình như này, ngựa hả? Xay ngựa hả? Nhưng mà cái này là rất già. Có vẻ là rất cay hả? Nhưng mà không cay hả? Mà chút xíu hả? Vừa ăn bánh mì vừa ăn chả nè. Hộp nhau nè. Ngon nè. Ngon. Cái này à, tao thì hiểu rồi nè. Cái này là có hai sốt nha, là nước tương nè, là sốt ớt nè, là cá dừa lạc này nè, thêm ít nước tương nè, cái này là ngon, và phải ăn sặc nha. Rất ngon. Mọi người có thể đều trồng bánh mì á, có bánh mì bình thường á, nhưng mà Kazu đã trồng bánh mì dài á, tại vì là chưa ăn bánh mì này đâu. Mà ngon hơn là bánh mì bình thường á. Nhưng mà đây là thú vị à. Bây giờ thì sự kia đề xuất á, hải âm cái này. Cay à, có vẻ cay à, có vẻ cay à. À, mà chưa chưa cay mà. Rất cay. Dạ bê bê bê. Rất. À con này. Giống như là ăn. Nhưng mà lửa nè. À, nhưng mà đối với người Việt Nam là thích cái món mình nên mọi người hãy ăn thử bánh mì này nha. Nếu mọi người thích video này thì hãy like, share và subscribe nhé, và hãy ăn bánh mì này nha. Chắc chắc ok. Nai tang to de to 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 to